Có nên làm công nhân mãi không? Đây là câu hỏi rất thú vị và cũng không có đáp án chung cho tất cả mọi người, vì có hay không lại do hoàn cảnh và lựa chọn của mỗi người. Sau đây Sao Phương Bắc sẽ đưa ra hai câu hỏi để các bạn có thể tự đưa ra câu trả lời nhé. Thứ nhất, bạn có thực sự thoải mái với khung giờ làm việc trong công ty, một ngày làm 8 tiếng và tăng ca thêm từ 1 đến 3 tiếng. Mọi thứ bị gò bó cả không gian và thời gian, muốn xin nghỉ phải viết đơn, hơn tất cả là ráo mồ hôi là hết tiền. Thu nhập của chúng ta bằng thời gian nhân với giá trị lao động, nghĩa là chủ yếu chúng ta đang bán công sức để lấy tiền. Chúng ta muốn có nhiều tiền thì chỉ có một cách duy nhất, đó là tăng ca. Bạn có thể làm công nhân đến khi nghỉ hưu, gắn bó với một công việc ổn định với chế độ phúc lợi tốt cũng rất đáng để theo đuổi. Làm việc 20 đến 30 năm rồi nghỉ hưu, lúc đó sẽ có lương hưu, nhưng hãy để ý một chút, rất ít công ty nhận lao động làm 20 đến 30 năm, thường là 2 năm đến 5 năm sẽ hết hợp đồng, nên hãy cân nhắc phương án này. Câu hỏi thứ hai, ước mơ của bạn là làm gì? Nói đến ước mơ có thể hơi cao xa một chút, nhưng đơn giản thôi, bạn thích làm công việc gì nếu không làm công nhân, ví dụ, thợ cắt tóc, công việc trang điểm, hay mở quán ăn nhỏ, hay buôn bán kinh doanh, vân vân. Nếu bạn có một sở thích hay đam mê riêng, hãy tìm cách theo đuổi nó. Làm công nhân là một trong số rất nhiều cách có thể tạo ra thu nhập, nhưng nó không phải con đường duy nhất để ta phải gắn với nó mãi mãi. Nếu bạn có đam mê, hãy tìm cách theo đuổi nó, biến nó thành công việc có thể tạo ra thu nhập, hoặc ít nhất là vào những ngày nghỉ hãy bắt đầu dành thời gian tìm hiểu và làm thử, nếu cảm thấy ổn hãy tiến xa hơn. Quan trọng hãy tự nhìn sâu vào bên trong bạn xem cái mà bạn mong muốn thật sự là gì. Không quan trọng bạn làm công việc gì, miễn là bạn vui vẻ với nó, công việc nào cũng là tốt nếu bạn làm nó với niềm yêu thích. Sao Phương Bắc chúc các bạn có những sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân mình.